tất cả mọi người. Tôi là Dương Bá Duy. Nhà vườn tôi là nhà vườn Cúc Hoàng Mi Dũng Hương. Ở đây thì chúng tôi có trồng rất là nhiều các loại hoa để cho mọi người đến tham quan và chụp ảnh, chiêm ngưỡng. Thì địa chỉ nhà vườn tôi ở khu Lâm Trường, Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại đây thì nhà vườn đang có hoa cúc họa mi và cánh bướm đấy. Thì nhà vườn năm nay cải cách rất nhiều so với mọi năm, là không chỉ trồng những cái luống hoa mà năm nay nhà mình còn đan xen thêm các rất nhiều các cảnh cho du khách đến chụp ảnh, có nhiều cảnh để có thể chụp ảnh. Và bên cạnh đó thì nhà mình có một khu để nghỉ ngơi, bàn ghế và uống nước nghỉ ngơi, ăn trưa, thậm chí là cả ăn trưa. Giá dịch vụ bên mình là người lớn là giá vé vào vườn bên mình là người lớn là 50.000, trẻ em là 30.000. Người nhà vườn thì rất là thân thiện và quý mến mọi người, mong mọi người có thể ghé thăm vườn, vui chơi và chụp ảnh ủng hộ nhà vườn, để nhà vườn có mọi năm sẽ có thêm thật nhiều cảnh mới để mọi người có thể ghé thăm. Xin cảm ơn mọi người.
Dương Bá Duy. Nhà vườn tôi là nhà vườn cúc họa mi Dũng Hương. Ở đây chúng tôi có trồng rất là nhiều các loại hoa để cho mọi người đến tham quan và chụp ảnh chiêm ngưỡng. Thì địa chỉ nhà vườn tôi ở khu Lông Trường, Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại đây thì nhà vườn đang có hoa cúc họa mi và cánh bướm đấy. Thì nhà vườn năm nay cải cách rất nhiều so với mọi năm, là không chỉ trồng những cái luống hoa mà năm nay nhà mình còn đan xen thêm rất nhiều các cảnh cho du khách đến chụp ảnh, có nhiều cảnh để có thể chụp ảnh. Và bên cạnh đó thì nhà mình có một khu để nghỉ ngơi, bàn ghế và uống nước nghỉ ngơi, ăn trưa, thậm chí là cả ăn trưa. Giá dịch vụ bên mình là người lớn là giá vé vào vườn bên mình là người lớn là 50.000, trẻ em là 30.000. Người nhà vườn thì rất là thân thiện và quý mến mọi người, mong mọi người có thể ghé thăm vườn, vui chơi và chụp ảnh ủng hộ nhà vườn, để nhà vườn có mọi năm sẽ có thêm thật nhiều cảnh mới để mọi người có thể ghé thăm. Xin cảm ơn mọi người.